Chào các em. Hôm nay thì anh sẽ cùng với chị Toka ăn Tết nhé các em ơi. Đấy, ngày Tết thì chúng ta sẽ đi kiếm các món ăn nào mát mẻ và dễ ăn nhá. Ví dụ như là dưa hấu này các em ơi. Rồi, cam này. Cam rất ngon luôn. Thêm một quả cam nữa. Thêm quả đào này các em ơi. Wow. Ngon tuyệt vời. Rồi. Hai quả cam, một quả dưa hấu, một quả đào các em ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ làm xay sinh tố cam đã nhé các em ơi. Chúng ta sẽ cho hai quả cam vào trong máy xay sinh tố này. Rồi. Bắt đầu ép ra nước luôn. Đấy các em ạ. Thế là đã xong được một cốc sinh tố cam. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ để ở đây đã. Và sau đó chúng ta đi gọt đào nhá. Chiu. Đấy, quả đào tiên đấy các em ạ. Tuyệt vời luôn các em ơi. Rồi, ăn đào tiên nào. Rồi, ngày Tết ăn đào tiên luôn. Rồi, ngày Tết chúng ta ăn đào tiên này. Rồi. Ăn tuyệt vời luôn. Tiếp theo, uống sinh tố cam. Rất ngon. Tiếp theo chúng ta sẽ bổ quả dưa hấu này ra nhá. Ngon chưa này các em ơi. Rồi. Bắt đầu. Ăn dưa hấu này. Ngon tuyệt vời. Đấy. Thế là đã xong ăn được hết mấy quả dưa hấu rồi. Nhưng mà chỉ ở trong này thì có dưa hấu vào dịp Tết thôi các em ạ. Chứ còn Tết không có dưa hấu để ăn đâu. Đấy. Anh sẽ chụp ảnh 5 quả này để làm ảnh đại diện nhé các em. Đấy. Rồi, thế là 5 quả dưa hấu này rất ngon. Ăn luôn cả quả này. Tiếp tục này, tiếp tục này, tiếp tục này. Ăn rất nhanh luôn này. Tuyệt vời quá các em ơi. Ồ, các em thấy video của anh hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ và bình luận ở bên dưới nhá. Xin chào các em, chúc các em ăn Tết thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các em.